Ngôi sao từng giành 5 quả bóng vàng được biết đến là một sát thủ hàng đầu với vô số những kỷ lục bàn thắng đáng nể trong sự nghiệp. Anh đã trải qua không ít đắng cay, ngọt bùi với một quá trình khổ luyện dài dẳng. Anh đã chuyển mình từ một chàng trai chạy cánh mảnh khảnh trong áo Sporting Lisbon trở thành một cơn ác mộng với mọi hàng thủ trên toàn thế giới. Đó không thể là ai khác, anh ấy là Cristiano Ronaldo, một trong những ngôi sao hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Là khi anh thấy một chàng trai vây quanh em, còn anh chỉ biết lóng ngóng em từ đằng xa, anh ghen mà chẳng. Cristiano, ¿qué? Ahora 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano, 5, ¿qué? Llorar, a Turina, llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng ở trên màn hình 2 giờ đêm vẫn còn lung linh quen chiều khuya như là bạn mình nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa đêm là thêm say thêm ca.